Đến với vùng đất Nha Trang thì chúng ta không thể nào bỏ qua món ăn rất là đặc biệt nơi đây, đó chính là món bánh canh hẹ. Đó, cả nhà thấy cái một tô bánh canh và một cái đầu cá rất là ngon không? Nhìn là thấy thèm rồi đúng không cả nhà? Món ăn này rất là phổ biến từ các tỉnh ven biển miền Trung như là Ninh Thuận, Bình Thuận, là Nha Trang, Phan Thiết, Phú Yên, Khánh Hòa, vân vân, rất là nhiều. Rồi mỗi nơi thì nó có cách chế biến khác nhau, nhưng mà chung quy thì là từ những con cá biển tươi được đánh bắt đem vào và nấu lấy nước ngọt để làm nước dùng. Rồi sau đó những cái thịt của con cá này được lóc ra và được quết cho nhuyễn, cho dai, tạo độ dai và được nêm nếm gia vị để cho nó vừa ăn. Xong có một số nơi thì chiên lên, chiên vàng, và một số nơi thì hấp để làm chả cá ha cả nhà. Đó. Rồi đặc biệt ở đây đây cái nữa là cái món này là sợi bánh canh. Sợi bánh canh thì có nơi thì làm bằng bột gạo, có nơi thì làm bằng bột lọc, rất là ngon. Cái sợi bánh canh đây cũng rất là đặc biệt hơn những nơi khác nữa. Rồi cái quan trọng nhất ở đây là cái gì? Cái món bánh canh hẹ thì không, chúng ta không thể nào thiếu hẹ đúng không cả nhà? Đó, cả nhà thấy hẹ rất là nhiều không? Nó hẹ rất là nhiều luôn, ăn rất là thơm và ngọt và ngon chứ không có hôi nha. Nhiều người thì dị ứng với hẹ thì mình cái đó thì phải chịu rồi ha, còn cái này rất là ngon, hẹ rất là thơm. Mà cái hẹ ở đây nó cũng khác nơi khác nữa. Hẹ ở đây cái cọng hẹ nó rất là nhỏ nha cả nhà, cho nên nó rất là thơm chứ không phải như cái loại hẹ mình hay ăn, mà cái loại hẹ cái lá nó to to, nó không có thơm bằng cái lá nhỏ này. Đó, hẹ người ta sẽ sắc nhỏ ra rồi người ta để lên đó rất là nhiều luôn. Đó, có thêm chút tiêu nữa cho nó thơm. Có nơi thì có trứng cút, đó có nơi thì có thịt nữa, tùy nơi thôi, tùy nơi tùy khẩu vị. Nhưng mà chung quy thì là phải có chả cá nè, đó rồi có đầu cá nữa. Ai muốn ăn thêm đầu cá hay là cái gì đó thì kêu thêm. Đó, mình đến đây thì mình đâu không thể nào bỏ qua những cái món cá như vậy rồi. Cá biển rất là ngon, ăn rất là tươi ngon, rất là ngọt luôn. Ở cả nhà thấy không? Đó, chả cá được chiên lên vàng rượm luôn và rất là dai. Dai dai của cái độ cá nó ngọt, ngọt chứ không phải là dai của bột. Chỗ nơi khác người ta làm bột với thịt he nó không ngon. Nói cả nhà thấy cái đầu cá không? Rất là nhiều loại cá ha, tùy nơi tùy, có khi là cá thu, cá chỉ vàng cũng có. Nhưng mà mình ăn cá thu thì nó ngon hơn. Đó. Cả nhà thấy cái đầu cá không? Ngon lắm, rất là ngọt luôn, cả nhà thử nè. Chả cá thì rất là dai dai, ngon ngọt, thơm sừng sực. Còn cái nước dùng nó rất là ngọt luôn, rồi thơm vị, thơm cái mùi hẹ nữa. Trời ơi, mình thèm quá, rất là ngon đó nha. Cả nhà đến đây thì nhớ ăn thử món này nha cả nhà, rất là hấp dẫn, rất là hợp khẩu vị với từng nơi luôn. Chúng ta đi thì chúng ta phải trải nghiệm. Đây cái quán mình ăn này cả nhà, đây quán Hai Quẳng. Đây, quán này cũng nổi tiếng của Khánh Hòa, Vạn Ninh. Đây ở Vạn Ninh, Khánh Hòa ha. Giờ mình đi ngay giờ trưa, nghỉ trưa nên hơi vắng vẻ chứ đi sớm thì đông lắm. Một tô bánh canh cá như vậy thì chỉ có 25 ngàn thôi. Mình muốn ăn thêm đầu cá thì mình kêu thêm với cả nhà. Dạ vâng, nếu mà cả nhà có đi đến nơi đây thì cả nhà hãy thưởng thức món này nha. Rồi mình chúc cả nhà được ngon miệng và được có một chuyến đi thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.